Khuya ngày 22 tháng 8, 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức cùng diễn ra lễ xuất quân với sự tham gia của hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ quân đội công an được tăng cường từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 7 làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Phát biểu tại lễ xuất quân tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng đề nghị Đảng ủy, Ban chỉ huy công an, Ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức phối hợp tốt với lực lượng cán bộ chiến sĩ được tăng cường đợt này và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các phường tổ chức lực lượng chốt chặn, tuần tra hiệu quả. Đồng chí Hoàng Tùng cũng yêu cầu các đơn vị được phân công tăng cường hỗ trợ đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ được an toàn tuyệt đối, đồng thời bố trí chỗ nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng. Dịp này, thành phố Thủ Đức được phân bổ 932 cán bộ chiến sĩ, Học viện Quân y, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Sư đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn Kiểm soát Quân sự 31 và đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thuộc Bộ Công an. Sau lễ xuất quân, các chiến sĩ di chuyển ra các chốt trạm trên địa bàn để phối hợp cùng lực lượng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm cho toàn dân trong những ngày giãn cách. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi luôn luôn tâm niệm là giai đoạn này là giai đoạn hết sức là quan trọng, là quyết liệt và có tính chất là quyết định. Như vậy là trận đánh thắng cái dịch COVID-19. Do đó đối với cán bộ chiến sĩ của chúng tôi thì cũng đã như vậy trao đổi với công chí cán bộ của bộ, của quân khu được tăng cường để phối hợp hiệp đồng làm sao giữa lực lượng của cấp trên, lực lượng của địa phương, các ban ngành và các phường để chúng ta thống nhất chặt chẽ, hiệp đồng chặt chẽ để quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả cao. Việc tham gia chống dịch COVID-19 lần này vừa là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng của người chiến sĩ. Với chúng tôi thì coi việc phòng chống dịch đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của đơn vị. Và với quyết tâm chống dịch như chống giặc thì chúng tôi sẽ ra quân cùng với địa phương để đẩy lùi đại dịch COVID-19, cùng với địa phương là đưa trở lại cuộc sống bình thường mới trong nhân dân. Ghi nhận vào khuya ngày 22 tháng 8 và ngày 23 tháng 8 tại các tuyến đường ở thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh, rất ít phương tiện lưu thông. Tại thành phố Thủ Đức, hầu như không có người tham gia lưu thông. Tại các chốt trạm, các lực lượng chức năng vẫn túc trực để kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 11 Tân Bình, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh làm lễ xuất quân, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong chiến dịch thần tốc từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, trên 58.000 cán bộ chiến sĩ dân quân thường trực sẽ thực hiện các nhiệm vụ. Thành lập tổ y tế cơ động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tiêm vaccine, tư vấn hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, tổ chức tuần tra chốt chặn, thực hiện công tác hỗ trợ 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức, triển khai gói an sinh, đi chợ giúp dân, tuyên truyền người dân không ra khỏi nhà. Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong mọi tình huống, cán bộ chiến sĩ phải luôn lấy sự an toàn của nhân dân là trên hết và trước hết. Chắc những mình không thể thua, bộ đội ra tay là phải thắng. Thắng như cái gì? Phải đầy đủ cơ sở vật chất, đầy đủ được thông tin, nắm được tình hình được dân cư, nắm tình hình được khó khăn vất vả của người dân để mình giúp đỡ, mà trên cơ sở là nền tảng của địa phương. Xuống nó nói cái gì? Nói xuống một ngày ta tập nghe, ngày thứ hai ta chán, ngày thứ ba ta tập nghe tập dần. Nên xuống đây các bạn ạ. Bây giờ không phải người nghèo rồi, mình cứ lo người nghèo, lo người là ở nhà trọ, lo công nhân. Nhưng mà người nhà ta có tiền nè, ta khá giả, nhưng mà trong cả bây giờ ta khổ. Có tiền cũng khổ đó, không có tiền cũng khổ bây giờ này. Tất cả đều khổ, do đó là mình phải nắm bắt tâm tư tình cảm. Tôi nói là phải xây dựng kế hoạch chặt chẽ các con đường chốt là hết bộ đội như kia kìa đi dần động tối ấy thì tình ra ai vi phạm nhắc nhở. Mình không có chức năng là phạt hay là gì cách đó, nhưng dưới tinh thần người lính thiên nhắc nhở không có thành có biện pháp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.